Chào các em học sinh lớp 7. Hôm nay thầy giáo dẫn chúng ta làm bài tập 45 trang 125 sách giáo khoa. Mời tất cả các em học sinh cùng theo dõi. Đề bài. Bài 45 trang 125 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Bài toán đố. Cho 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trên giấy kẻ ô vuông như hình 110, hãy dùng lập luận để giải thích. Phần A, AB bằng CD, BC bằng AD. Phần B, chứng minh AB song song với, giải thích AB song song với CD. Chúng ta theo dõi đề bài. Sau đây thầy giáo sẽ hướng dẫn các em giải thích các đoạn AB bằng CD và BC bằng AD như sau. Phần thứ nhất, chúng ta giải thích đoạn thẳng AB bằng đoạn thẳng CD bằng cách như sau. Chúng ta vẽ thêm hình. Trên hình vẽ, chúng ta xác định thêm các điểm H và điểm K để chứng minh cho tam giác. Thứ nhất là để hai đoạn AB và CD này bằng nhau. AB và CD bằng nhau. Các em đi chứng minh cho hai tam giác AHB bằng với tam giác CKD. Các bạn chứng minh hai tam giác vuông này bằng nhau với các điều kiện HB bằng KD, góc AHB bằng góc CKD. Đây là hai góc vuông bằng nhau, AH bằng CK. Các đoạn này là có 3 đơn vị, hai đoạn này cùng bằng nhau, do vậy hai tam giác bằng nhau suy ra. Đây là phần A, chứng minh cho, giải thích cho AB bằng CD. Phần tiếp theo của phần A là chúng ta giải thích cho BC bằng với AD. Chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Muốn có hai đoạn này bằng nhau thì các bạn phải đi chứng minh cho hai tam giác này bằng nhau, BCE bằng ADAF. Với ba điều kiện này, chúng ta suy ra hai tam giác này bằng nhau. Chuyển sang phần thứ hai là phần B. Để chứng minh cho AB và song song với CD thì trước hết là các bạn sẽ nối B với D để tạo ra hai hình tam giác và chứng minh cho cặp góc so này trong ABD bằng với BDC. Cặp góc so này trong bằng nhau được, muốn chứng minh được bằng nhau thì ta chứng minh cho hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh 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 với các cặp cạnh AB bằng CD, BC bằng AD. Hai đoạn này có được bằng nhau là theo OA và BD là cạnh chung. Trên đây là phần hướng dẫn bài tập 45 của thầy giáo với các em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video mới hơn, mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.